Jenny đang ở độ tuổi có rất nhiều năng lượng và luôn muốn chơi. Nhưng mẹ quá bận rộn trò chuyện với bạn bè mọi lúc. Bóng lăn sai đường và đến với Dylan vô gia cư. Anh ấy có thể ăn quả bóng này, nhưng anh đã trả lại nó cho cô bé. Tất cả là nhờ đôi mắt quyến rũ của cô ấy. Dylan không ngại chơi. Người bạn duy nhất của anh ấy là hình nộm bơm hơi tại trạm xăng. Đã lâu lắm rồi anh ấy không vui như vậy. Họ bắt gặp nhà của chó khổng lồ ở bãi rác. Không biết nó là giống chó gì. Và sau đó Jenny có một ý tưởng. Họ có thể biến nó thành nhà cho Dylan. Và anh sẽ không còn là người vô gia cư nữa. Nhưng có lẽ cái ôm là một quyết định sai lầm. Chưa ai từng ôm anh chàng tội nghiệp này trước đây. Không có gì ngạc nhiên. Anh ấy thật sự cần tắm. Anh chàng vô gia cư quyết định ăn xong chiếc giày mà anh tìm thấy vào buổi sáng. Nhưng anh phải ngừng bữa trưa của mình. Anh chàng vô gia cư đang có một ngày spa. Cô gái không biết Dylan sợ nước, giống như mèo. Nhưng Jenny không chấp nhận câu trả lời không. Đã đến lúc tắm rửa rồi. Nó rất dễ. Họ chỉ cần rất nhiều nước và xà bông. Trông giống như bữa tiệc bọt biển. Chà rửa anh chàng vô gia cư thậm chí còn vui hơn rửa xe cho ba. Dylan thích bọt biển. Có vẻ như anh ấy cũng tham gia vào quá trình. Hóa ra anh có thể viết. Bây giờ mọi người sẽ biết ai sống ở đây. Hy vọng chú chó khổng lồ không quay trở lại. Không chắc nó đọc được tên chủ sở hữu mới. Mẹ của Jenny đang bận tâm đến công việc kinh doanh của mình như mọi khi. Nhưng cô gái nhỏ không cần sự chú ý của cô ấy nữa. Bây giờ cô bé có món đồ chơi mới. Haramba, có vẻ như mẹ đang đến. Nhanh đi, chế độ mặt nạ. Mẹ đang tìm được. Ồ, thật tốt khi cô ấy không biết Jenny đã sử dụng nó để chạy chuốt cho anh chàng vô gia cư. Giá như cô ấy lo cho con gái mình nhiều hơn. Cô bé thích chiếc đèn khác thường này. Mẹ cần bạn bình luận cái lượt đang ở đâu. Tốt hơn cô ấy nên rời đi. Kể tình bạn của con gái với người vô gia cư vẫn là bí mật. Thật tốt khi không ai cố bật Dylan lên. Ai có thể tưởng tượng rằng chơi với anh chàng vô gia cư rất là vui. Dylan thật sự thu hút sự xui xẻo. Anh vô tình làm vỡ đường ống ở sân sau. Và điều này có nghĩa là bây giờ họ sẽ gặp rắc rối với nước ở trong nhà. Mẹ muốn đổ nước vào nồi, nhưng mà không có nước. Cô ấy là người phụ nữ độc lập, vì vậy cô sẽ tự mình đối phó với nó. Và cô không tin tưởng thợ sửa ống nước. Đã đến lúc Dylan phải trốn rồi. Anh chàng vô gia cư ở sân sau sẽ khiến cô phát điên hơn cả đồ chơi trải khắp sàn nhà. Cô không để ý cái vòi nước này trước đây. Và bây giờ cô rất vui vì nó ở đây. Được rồi, bữa tối sẵn sàng. Mẹ đã đi rồi. Vì vậy Dylan có thể ngừng giả vờ mình là cây đèn. Nguy hiểm thật mà. Đường ống và đèn pin của mẹ đã cho Jenny một ý tưởng này. Cô có thể làm chiếc đèn cho ngôi nhà từ đống này. Bây giờ Dylan sẽ không sợ hãi trong bóng tối. Và anh rất hạnh phúc với điều đó. Jenny lo bữa ăn cho người bạn mới của mình. Anh ấy từng ăn thức ăn hư hỏng ở bãi rác. Anh vẫn còn rất nhiều điều để học. Nó giống như bây giờ Jenny có một đứa con. Cô cần nói với anh ấy mọi thứ về thế giới và nuôi dạy anh. Anh ta thường ăn cắp trứng từ tổ, nhưng hóa ra trong cửa hàng luôn có. Trong khi Dylan đang tận hưởng món ăn, Jenny đã có ý tưởng tuyệt vời. Cô ấy có thể sử dụng hộp đựng trứng để trang trí bên trong ngôi nhà. Nó sẽ ngăn cách tiếng ồn rất là tốt. Chim gõ kiến luôn cố gắng đục nó. Mẹ nhắc nhở Jenny đi đổ rác. Rác chính xác là thứ người bạn mới thích. Nó rất đặc biệt với anh ta. Nhưng tại sao anh ta lại cần nhiều chai nhựa như vậy? Bình tĩnh nào. Chuyên gia trang trí bằng nhựa đang làm việc. Anh ấy làm chiếc ghế như dân chuyên. Không tệ. Thậm chí còn có một ít nước bên trong nữa. Anh ta uống nó thật sao? Ghê quá đi. Vua, tốt hơn nên ngồi trên ngai vàng. Cậu xứng đáng với điều đó. Dylan ăn cắp cái thùng từ bãi rác chứa chất thải hạt nhân. Anh ta quen với việc tạo ra ngọn lửa từ cái thùng như vậy để giữ ấm. Sử dụng lửa rất nguy hiểm. Jenny sẽ không để điều này xảy ra ở sân sau của mình. Tốt hơn là làm cái bàn thay vì làm cháy thùng thuốc nổ. Dylan có vẻ thích nó. Jenny đã lạc mạng của mình ở đâu đó. Nhưng cô tìm thấy bức màn kỳ lạ trên tường. Không biết có gì ở đó. Wow, thật kỳ lạ. Bức tường muốn lai sao? Jenny không hiểu. Có lẽ cô ấy cần phải nhấn.
Wow, bức tường tặng cho cô món thủ công. Tuyệt. Nếu like trên YouTube thì sao? Nó không hoạt động. Làm ơn, hãy thử like video này đi. Ừ, cảm ơn các bạn nhiều nha. Thật đẹp mà. Jenny thích chơi Tetris. Đó là nơi làm cô có đam mê với xây dựng. Ồ không, điện thoại hết pin rồi. Dylan muốn làm người bạn mới vui. Cô ấy có thể chơi Tetris ngoài đời thật. Hãy xem cô ấy chơi nó như thế nào. Cảm ứng đa điểm Dylan đang làm rất tốt. Và Jenny có tài năng thao túng chàng trai. Có vẻ như họ thậm chí còn xây dựng cái gì đó cùng nhau. Tâm trạng của cô gái rất tuyệt. Dylan đã làm rất tốt. Và họ đã làm cái kệ rất xịn. Nó hoàn toàn phù hợp với nội thất trong ngôi nhà của Dylan. Hoa sẽ tạo ra một cảm giác đặc biệt thoải mái. Jenny quyết định cho bạn mình thấy cô sống như thế nào, để anh ấy có thể thấy ngôi nhà bình thường trông như thế nào từ bên trong. Dylan rất là dễ bất ngờ. Trước đó, anh nghĩ thoải mái có nghĩa là che người bằng nắp thùng rác khi trời mưa. Tất nhiên anh vẫn cần phải học một số cách cư xử. Chiếc ghế mềm mại này quấn lấy anh như đám mây. Ủa, có vẻ như mẹ đã trở lại rồi. Họ cần phải giấu Dylan ngay. Mẹ sẽ không vui khi thấy anh chàng vô gia cư trong phòng khách. Nhưng tấm thảm cuốn ở giữa phòng không phải là nơi tốt để trốn đâu. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ. Cô di chuyển chàng trai nặng 32kg thật dễ dàng. Nhưng đó không phải cú hạ cánh mềm mại. Không phải lần đầu tiên anh bị đập đầu. Thật sai lầm khi mời anh ta đến nhà. Jenny đã làm chiếc burger nổi tiếng của mình để xin lỗi. Nhưng cô quên mất muỗng nĩa rồi. Cô mất quá nhiều thời gian để tìm nó. Dylan đã ăn xong tất cả mọi thứ. Và dù sao anh ấy cũng chưa bao giờ sử dụng muỗng nĩa. Anh ta cần nó để làm gì? Anh có tay. Đó là muỗng nĩa của anh. Luôn ở bên anh mà. Anh ấy có hình xăm này khi ở trong tù đó. Đã đến lúc Dylan cập nhật tủ quần áo của mình. Đối với anh ta, điều đó có nghĩa là khâu lại quần áo cũ. Jenny đã mệt mỏi với việc anh ấy mặc những thứ tương tự nhau. Đã đến lúc lên đồ cho bạn của mình. Dylan sợ thay đổi. Anh ấy thật sự thích quần áo của mình. Không cần sợ, chỉ cần thử nó. Nhìn xem nè, nó thật sự hợp với anh ấy. Và Jenny có kế hoạch riêng cho đồ cũ của anh chàng. Dylan sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Anh ấy nên bắt đầu tin tưởng bạn mình. Cô ấy đã biến anh trở thành người gọn gàng từ những miếng dẻ rách. Anh ấy đã tiết kiệm được tiền. Dylan đã đuổi theo lớp xe với bật khò lửa cả tiếng đồng hồ. Nhưng lớp xe chắc sợ lắm nên nó không bỏ cuộc đâu. Việc này có thể không kết thúc nếu Jenny không ở đó. Anh ấy hứa không nghịch lửa. Tốt hơn là biến lớp xe này thành cái gì đó thật hữu ích. Ví dụ như chiếc giường hoa. Cảm hứng bởi thiên nhiên và làm cho mọi thứ tốt hơn. Luôn rất tuyệt nếu tạo ra cái gì đó đẹp từ chính đôi bàn tay của mình. Đặc biệt là khi thứ này là một phần của tự nhiên. Nhưng mình không chắc loại cây này có hợp pháp ở tiểu bang này hay không. Dylan quyết định khám phá ngôi nhà của bạn mình. Anh ấy vẫn còn rất nhiều thứ để xem. Ví dụ, hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh thường nhìn mình trong bụng nước. Và trong bụng xăng, anh luôn luôn đẹp trai hơn. Anh chàng quyết định cạo râu, bởi vì đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy mình cách bình thường. Sự lột xác chỉ mới bắt đầu thôi. Ồ, vậy anh không phải 50 tuổi. Nhìn xem, anh ấy thật sự đẹp trai. Và đó không phải là bọt cạo râu, đó là kem bánh. Nhưng anh ấy không biết nó là gì, vì vậy anh ấy nghĩ Jenny ăn kem cạo râu luôn. Gói hàng cuối cùng cũng đã đến. Cô gái có bất ngờ cho anh chàng vô gia cư đây. Đây là chiếc đồng hồ. Bây giờ anh sẽ biết khi nào là buổi sáng và khi nào là buổi tối. Nhưng Dylan thích chiếc hộp hơn. Anh ấy từng sống trong chiếc hộp như thế này. Nó gợi lại cho anh chàng về thời thơ ấu của mình. Jenny vội vã giải thoát người bạn vụng về của mình. Nếu anh muốn đặt cái gì đó lên đầu, vậy hãy thử chiếc mũ Panama đang thịnh hành. Dylan rất thích nó. Mẹ chuẩn bị chợp mắt thì Jenny cần chiếc gối yêu thích của mình. Mẹ luôn nghĩ rằng nhà họ có ma. Nhưng đây không phải là ma, đây là con gái cô đang chăm sóc cho bạn mình thôi. Anh ấy có gối, nhưng chưa có cái chăn nào cả. Nhưng cô ấy sẽ xử lý nó. Mẹ cố gắng ngủ một lần nữa. Nhưng lại nữa, cô không thể thư giãn. Anh chàng vô gia cư đang lén lút. Anh thử khiến cho Jenny cảm thấy có lỗi. Và nó đã thành công rồi. Cô ấy thật sự thích chăm sóc cho anh. Nhưng thứ anh cần là chiếc đồng hồ vàng của ba Jenny, không phải trợ giúp y tế. Ý hay đó. Không thể tin được, nỗi đau đã biến mất. Đây là kỳ quan của tất cả các kỳ quan. Nhưng Jenny không ngu ngốc như vậy. Đã đến lúc dạy cho anh chàng này một bài học. Tim thì sao nào? Dylan không cần đồng hồ nữa. Và không còn đau. Dylan hiện đang ở trên TikTok và anh ấy thích nó.
và Jenny vẫn còn bất ngờ dành cho anh. Cái này sẽ là lớn nhất, bởi vì đây là ngôi nhà đầu tiên của anh từ trước đến nay. Đó là tiệc tân gia, vì vậy Jenny để anh cắt băng khánh thành. Anh không còn vô gia cư nữa, bây giờ anh ấy có nhà. Mình thậm chí không biết nói sao cho đúng. Jenny nhìn thấy điện thoại của Dylan, cô ấy nghi ngờ. Vậy anh ta đã lừa cô gái tội nghiệp suốt thời gian qua. Thật là tàn nhẫn mà. Anh cố gắng giải thích, anh thật sự giàu có, nhưng anh không có bạn bè. Anh ấy sẵn sàng trả tiền để đổi lại sự chăm sóc của Jenny, nhưng cô ấy không cần tiền. Jenny chỉ cần một người bạn tốt, vì vậy cô tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay, mẹ bị đánh vào đầu suốt. Có lẽ cô ấy nên chú ý đến con gái mình nhiều hơn. Mẹ không ngờ lại nhìn thấy người lạ với bó hoa. Trong thâm sâu cô ấy là một giả thú. Cô đã yêu và chưa sẵn sàng để buông bỏ con mồi xinh đẹp như vậy. Dylan có vẻ cũng thích cô nữa. Đây là cách Jenny có người ba tốt và người bạn tốt trong cùng một người. Dylan đang tổ chức bữa tiệc với tất cả món đồ chơi xịn nhất, và tất cả học sinh nổi tiếng nhất đều ở đây. Nick màu sắc thậm chí còn mang theo du du cổ điển. Nó làm các vị khách sợ. Anh chàng giống như bảo tàng đồ chơi. Chán ghê. Màu sắc đã phá hỏng bữa tiệc mà không cần vào. Dylan thấy rất khó chịu. Nếu lắc anh chàng, chúng mình sẽ tìm thấy đồ chơi mới hơn. Bắt tay anh chàng, vui hơn tiệc tùng với anh. Nick vừa gặp cô nàng khiến trái tim của anh lỡ nhịp. Ruby làm cho anh chạch. À, cả hai đều vậy. Tình yêu là cùng nhau làm bài tập. Trồng cây trong một tuần khó hơn tưởng tượng nha. Họ chỉ trồng cây non nhỏ bé xíu. Dylan và Helen đang cười nhạo họ. Nick mệt mỏi vì bị chế giễu. Khoa học sẽ cho các kẻ bắt nạt này biết tay. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra xuân rồng trong vòng 5 phút. Trồng cây thật sự cần thời gian, tình yêu và quan hợp. Bạn có thể làm cái này ngay cả từ tất cũ. Bạn không cần phải tưới nó, nhưng bạn nên giặt nó nha. Thật thôi mà. Có phải mọt sách đã đánh bại các bạn nổi tiếng? Tiền không phải là tất cả, sáng tạo cũng quan trọng lắm đó. Ngay sau khi họ ngồi xuống làm việc, họ nhận được thông báo về trò chơi bắt đầu. Chúng mình không thể bỏ lỡ nó. Thật thú vị mà. Nhìn căng thẳng làm sao. Các vận động viên thực hiện bước đi mạo hiểm và đi. Thế giới cờ vua đã lâu không chứng kiến trận chiến như thế này. Không ai mong đợi phòng thủ khắp Palanca. Trò chơi này đã đi vào lịch sử. Ruby và Nick đã mất cảnh giác. Các học sinh nổi tiếng đang gặp rắc rối. Helen và Dylan thích chơi đùa, nhưng làm sao họ có thể ngừng xem trò chơi này? Đại kiện tướng Bishop đang ở phong độ đỉnh cao ngày hôm nay. Anh chàng đánh bại nhà cờ vua khác chỉ sau 10 phút chơi. Yeah! Giờ chúng mình có thể trở lại làm đồ thủ công rồi. Nhưng Dylan và Helen đã giấu mọi thứ, giúp họ tìm lại công cụ của họ. Bọn họ sợ rằng đó là ma. Bình luận bên dưới và cho họ biết nơi để tìm nha. Bạn có tìm thấy không? Cảm ơn nha, bạn là tuyệt nhất. Thật buồn khi nhìn bữa tiệc vui mà bạn không được mời. Mình biết nhỉ, màu sắc cũng là con người. Họ xứng đáng được mời mà. Nick giận đến mức cổ họng khô khốc. Và vòi nước cũng vậy. Nick thậm chí còn tức giận hơn. Hãy gọi thợ sửa ống nước đi. Không phải như vậy, Nick à. Thôi nào, đừng làm hỏng nhiều thứ hơn. Khoan đã, cái này trông giống như pop shop nè. Giờ thì mọt sách đã có tiệc của riêng họ. Thật khó để kiểm soát mẹ thiên nhiên. Nhưng chúng mình phải làm việc cùng nhau, giống như Dylan và Helen lên kế hoạch cho các trò đùa cùng nhau vậy. Họ muốn giới thiệu mọt sách với nhện Bill của họ. Anh chàng rất thân thiện. Anh chàng có 8 bàn tay để bắt tay, và anh chàng ôm ấm nhất. Trò đùa không thành công. Tại sao bạn lại sợ nhện chứ? Dylan nên đọc sách về cách thoát khỏi các cơn nức cục. Anh chàng cũng không ngầu đâu. Nick và Ruby muốn kiếm tiền để mua hóa chất cho các thí nghiệm của họ. Họ đang làm quét dọn tại quán cà phê. Đó là nơi bắt đầu của tất cả các nhà khoa học vĩ đại. Không thực sự nhưng vẫn còn. Dylan và Helen không nghĩ vậy. Cha mẹ họ là luật sư, và họ mua cho con cái của họ tất cả đồ chơi. Bạn không cần phải mua chúng. Ruby có thể biến miếng bọt biển thành đồ chơi hay ho.
Thật dễ dàng, bạn có thể chơi và làm việc cùng một lúc. Ba của Dylan đóng vai Pro Star giữa phiên tòa. Ruby không có luật sư, nhưng cô nàng không muốn thua đâu. Thật là chiếc bánh ngon mà. Nét tự hào về bạn gái của mình. Nhìn đi, bạn sẽ không bao giờ có thứ như thế này. Ruby và Nick có thể tự hào về bản thân. Họ đã làm rất tốt. Đây là tiền lương của họ, không cần cha mẹ. Thật khó để vào bữa tiệc riêng tư. Nick đang đổi vé họ để lấy đồ chơi. Sẽ không ai nhận ra họ như thế này. Ba phải cạo ria mép. Còn Ruby thì phải tỉa lông cho chú cuốn của mình vì điều này. Tất cả sẽ mọc trở lại. Họ chỉ cần vào. Và đã làm được. Vì vậy, đây là cách nửa kia sống. Họ không muốn gây sự chú ý. Ăn mặc như vậy, chút may mắn. Helen đang cố làm trò tuyệt vời với Helen và bong bóng. Nhưng không thành công rồi. Không đủ nước xà phòng. Nick và Ruby phải cứu bữa tiệc thôi. Có lẽ sau đó họ sẽ nổi tiếng. Họ thông minh và rất giỏi trong việc phát minh mà. Cắt một ít ống hút và dán chúng lại với nhau, tạo hình dạng ngầu nha. Cái này trông khá sáng tạo đó. Ít nước xà phòng cùng với máy sấy tóc. Và bữa tiệc thật tuyệt vời. Điều này thật sự rất vui. Dylan đang nghi ngờ. Nick đã bị phát hiện. Anh chàng đã khóc rất nhiều. Trước đây anh còn làm ngập lụt hàng xóm của mình. Trở thành thiên tài là việc khó khăn. Anh chàng rất vui khi có bạn gái ủng hộ mình. Người sẽ cho anh chàng đồ uống và cờ vua. Ồ, nhầm nước. Họ lại có đồ chơi mới thú vị. Trái tim của anh rất là đau. Ruby muốn làm cho anh chàng vui lên. Nhưng cô nàng thậm chí không phải trả tiền cho nó. Chỉ cần dùng một quả bóng, một cốc và 5 phút thời gian của bạn. Nhìn đồ chơi tuyệt vời này đi nè. Đó là chuột hamster sẽ không bao giờ cắn bạn. Nick không còn khóc nữa. Ruby đã làm rất tốt. Và Nick thực sự rất biết ơn. Nick đang cần gấp đồ chơi mới. Nhưng lấy ở đâu bây giờ? Giống như quả táo vô tình rơi trúng đầu Newton. Nick tình cờ nhìn thấy đồ chơi cao su phát ra tiếng bíp cũ của chú cuốn. Nếu chứa đầy kem dưỡng da của mẹ, mẹ rõ ràng sẽ không hào hứng với nó. Nhưng anh chàng sẽ có món đồ chơi siêu thời thượng, đồng thời da tay siêu mềm luôn. Khám phá này phải được chia sẻ trên mạng ngay lập tức. Ồ, kỹ sư trẻ của chúng mình thật cẩu thả mà. Có bảo vệ mới trong bữa tiệc. Đó là Nick, bạn cũ của chúng mình đang cải trang. Anh chàng không cho khách đầu tiên vào. Đó là quyền của anh chàng. Bây giờ Ruby và Nick có khách để vào. Thật sự rất vui. Dylan đã tặng Helen vòng cổ tuyệt vời. Nó siêu đắt tiền luôn. Chúng mình cần uống một ly để ăn mừng. Ruby đang ghen tị. Tất cả thứ Nick cho cô nàng là gậy nhựa. Tất cả thứ cô nàng muốn là vòng cổ. Nick có thể làm một cái nha. Còn ít nước chanh trong ống hút nè. Nó đang làm nhột cổ của Ruby. Làm vòng cổ thật dễ dàng. Nick giống hiệp sĩ. Và Ruby là công chúa của anh chàng. Cô nàng rất hạnh phúc. Cô nàng thật sự may mắn với bạn trai của mình. Mọi người khác đang trở nên xấu hổ. Dylan muốn làm cho bữa tiệc này trở nên rực rỡ hơn nữa. Bây giờ nó là bữa tiệc VJ. Hãy quẩy lên đi. Dylan có hất ghi quất ghi nè. Mọi người đều vui. Ruby và Nick đến đây mà không cần mời. Nhưng họ không trắng tay đâu. Họ đã đem trò vặn xoắn tay chân. Có lẽ giờ họ sẽ vào được thôi. Trò chơi này có đầy xoắn luôn. Nick phải cắt bộ đồ ngủ của Dylan. Thật kinh khủng mà. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ. Trừ Dylan ra. Bộ đồ ngủ của anh chàng đã thông thoáng rồi. Nick và Ruby có kế hoạch mới về cách vào nhà. Đầu tiên, họ cần làm cho Dylan trông tệ hơn. Và khi anh chàng phát cấu, Ruby sẽ ra đòn và làm mọi thứ ổn thỏa. Trong khi đó, Nick sẽ lấy hết đậu. Dylan không thể chịu đựng sự sỉ nhục nhiều như này. Thật nhiều thế này. Anh chàng sẽ không sống sót sau chuyện này đâu. Bạn chắc hẳn đang tự hỏi bọn sách đang làm gì. Giờ họ có đồ và vải. Đây chắc hẳn là kế hoạch đến lúc.
Đó là thứ mà các kẻ ngụy trang và các nhà ngoại giao muốn. Các nhà ngoại giao, đây có phải là phát minh mới? Nó thực sự là Huggy Wuggy. Dylan không còn là chàng trai tuyệt vời nhất ở đây nữa. Anh chàng đây rồi. Anh chàng muốn tìm kẻ đã phá hỏng bữa tiệc của mình. Nhưng anh chàng không phải là thám tử giỏi. Con đường mòn dẫn anh chàng đến đội trưởng đội bóng đá. Dylan rất tức giận. Hạ cánh. Người giàu có mọi thứ và họ không bao giờ chia sẻ. Họ quá tham lam. Mọi người đều rất đói và họ có rất nhiều thức ăn. Nhưng tất cả là cho Dylan và Helen. Làm sao họ vẫn có bạn bè? Đó là bình nước mát tốt đó nha. Chúng chắc là phải đắt tiền lắm. Nick đây. Anh chàng cần bao bì rỗng. Tại sao? Nó chỉ là rác thôi. Đó là thứ mà bạn nghĩ. Rác này có cơ hội thứ hai đó nha. Wow, Nick đang tạo ra bình nước giống như của Helen vậy. Khá dễ dàng. Thêm ít nước đường có vị mâm xôi. Và đã hoàn thành. Đáng kinh ngạc. Giờ chúng mình có nước đắt tiền rồi nè. Có bất ngờ cho Dylan trong phòng tắm đây. Anh chàng đã không mong điều này. Dylan đang cố gắng nổi tiếng trở lại bằng cách dùng đồ chơi mới thú vị. Helen rất ấn tượng. Các mọt sách đây. Dylan có thứ đặc biệt cho họ. Anh chàng vẫn còn giận về bữa tiệc. Nhưng kính của mọt sách đủ mạnh để nhận ra các quả bóng nước trên ghế. Này, tốt nha. Dylan không nghĩ như vậy. Ruby và Nick lại đang làm gì đó ngớ ngẩn. Nếu chúng mình đặt kim tuyến vào bóng bay, chúng mình sẽ có đồ chơi tuyệt vời. Chỉ cần làm vài công việc và bạn sẽ đạt được thứ bạn muốn. Sau đó khoét lỗ trên bóng bay khác và đặt quả bóng đầu tiên vào đó. Đó là thứ mà chúng mình đã làm. Đồ chơi này thật tuyệt vời. Đi lên nổi điên lên. Các kẻ bắt nạt ghét bị thua và bị bắt nạt lắm. Điều đó khiến cho mọi người ít tôn trọng họ hơn. Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Dylan đang chào khách trong bữa tiệc khác. Nick đã mang đến món quà lớn. Và đó là cách mà anh chàng đã vào. Tất cả khách muốn biết nó là gì. Có phải tất cả các thành viên của BTS không? Không, chỉ là Ruby. Sao mọi người đều vui? Tất cả đều ghét cô nàng. Ồ, họ chỉ ngạc nhiên. Và cô nàng mang theo đồ chơi. Giờ cô nàng và Nick là các ngôi sao của bữa tiệc. Mọi người đều yêu thích cặp đôi mới. Muốn xem cờ hơn nè. Cái gì? Buồn không? Hãy xem Ruby và Nick sẽ trải qua mùa hè của họ ở đâu nha. Ruby, chủ, ngay lập tức để ý đến vị khách giàu có và cung cấp cho anh chàng dịch vụ VIP. Đây là cơ hội làm giàu của cô nàng. Đây là cơ hội thích và đăng ký của bạn đó. Jim đã thư giãn. Đây là tiền bo hào phóng dành cho bạn. Bạn của Jim đang cố gắng làm quen với anh chàng. Jim hoàn toàn quên mất cuộc gọi video đã được lên lịch khi đang trượt nước. Nhưng cuộc họp không thể dời lại được. Jim đang hoảng sợ. Đồng nghiệp của anh chàng cũng căng thẳng. Jim nói ra và cầu xin sự tha thứ vì đã đến muộn. Ruby giúp anh chàng. Thất bại rồi. Ruby hoảng sợ và bỏ chạy. Jim phải tự giải thích bằng cách nào đó. Các slide này cho thấy sự phát triển của công ty chúng mình. Chúng mình đã kiếm được rất nhiều tiền. Tuyệt quá, chúng mình đã thỏa thuận. Bạn có thể thư giãn và quay trở lại kỳ nghỉ. Chờ đã. Đó là đồng nghiệp của Jim. Anh chàng cũng ở công viên nước nữa. Jim không thể tìm ra cách mở tủ đồ. Anh chàng tức giận vì sắp bỏ cuộc. Anh chàng không có thời gian cho việc này và đã hết kem chống nắng rồi. Ruby không muốn mất hết, vì vậy cô nàng đã cho anh chàng đồ của riêng mình. Tốt hơn rồi nè. Chờ đã, đây không phải là kem chống nắng, đó là keo xịt tóc. Jim
không thể di chuyển. Ruby có nhân viên làm việc đó. Jim thậm chí không cần phải di chuyển. Ruby thật sự đã khóa khách hàng của mình. Jim đang có cuộc gọi công việc quan trọng. 8 con số đang bị đe dọa. Anh chàng sắp rơi xuống hồ rồi. May là Ruby đã ở đây. Cô nàng làm thuyền và Jim rơi qua bờ bên kia. Ruby đã cứu công việc kinh doanh của Jim lần nữa. Jim đã vui vẻ trong hồ bơi. Nhưng anh chàng quên lấy đồ khỏi túi rồi. Tiền và điện thoại của anh chàng đang ướt đẫm. Nhưng mặt trời sẽ làm khô nó. Anh chàng phải đi rồi. Vài giờ sau, Jim đang thư giãn trở lại. Nhưng anh chàng đã quên sạch tiền. Ruby cũng muốn kiếm được tiền. Cô nàng cung cấp cho Jim suất massage và bắt đầu xé hóa đơn. Jim rất vui và Ruby đã kiếm được tiền. Jim lại vui vẻ trên đường trượt nước. Anh chàng ra khỏi nước như một vị thần. Bê tông quá nóng và bàn chân của Jim rất nhạy cảm. Anh chàng gọi Ruby và yêu cầu cô nàng giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Cô nàng không thể nghĩ ra cái gì tốt hơn thảm tiền. Jim rất thích điều này. Anh chàng đang đi trên các tờ tiền hàng trăm đô la. Mặc dù Ruby rất đau lòng khi bỏ ra số tiền mặt nhiều như vậy, cô nàng nên nhặt chúng. Nhưng chúng đã bị thổi bay. Jim không bao giờ ngừng làm việc. Anh chàng yêu cầu Ruby chỉnh sửa ánh nắng để anh chàng tắm nắng được nhanh hơn. Ruby có ứng dụng đặc biệt trên điện thoại có thể làm cho mặt trời sáng hơn. Giờ anh chàng có thể làm việc và tắm nắng cùng một lúc. Nhưng anh chàng có vết từ cà vạt. Các khoản tiền của nông dân đã hết. Tiền của doanh nghiệp đã đầy. Jim sắp trượt, nhưng Ruby không cho. Trang sức vàng của anh chàng là rủi ro. Anh chàng sẽ phải đưa mọi thứ cho Ruby. Các phụ kiện của Jim sẽ lấp đầy cả rương kho báu. Anh chàng xuống tàu trượt. Và Ruby chạy đi với tất cả đồ trang sức nặng của anh chàng. Jim đang vui vẻ. Và Ruby đang lên cơn hen suyễn. Điều hành công viên nước không thú vị bằng trở thành triệu phú. Jim đi xuống và gặp trang sức của mình bên hồ bơi. Anh chàng thậm chí còn không bơi cho Ruby. Jim muốn thư giãn bên hồ bơi. Anh chàng cũng muốn các phụ kiện vàng của mình được tỏa sáng. Anh chàng cần tìm đúng góc. Anh tìm thấy nó, sau đó đi ngủ. Nhưng dây chuyền vàng của anh chàng đã chảy do nhiệt. Giờ anh chàng sẽ phải vứt chúng đi. Hoặc làm chảy chúng thành gì đó mới. Vui chơi cũng có thể mệt mỏi. Đôi khi bạn cần phải nghỉ ngơi. Jim không tin tưởng bất cứ ai về vai lấy tiền của mình. Anh chàng thật sự rất đói. Ruby vội vàng giúp cho khách hàng giàu có của mình bữa tối. Nhưng quán ăn đã đóng cửa. Cô nàng sẽ phải sáng tạo thôi. Cô nàng có thể nấu gì cho Jim? Có thể tệ đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jim không thích trứng? Anh chàng đã ngủ quên. Ruby sẽ không bao giờ biết. Có vẻ như trứng là lựa chọn duy nhất. Nhưng cô nàng có thể chiên trứng ở đâu đây? Vali vàng của Jim nóng đến mức bạn có thể chiên trứng ở trên đó. Chờ chút, anh chàng đã thức dậy rồi. Jim rất vui và sẵn sàng thanh toán. Nhưng có chuyện gì với vali của anh chàng? Ai quan tâm đâu. Jim muốn bơi với cá. What?
hồ bơi đúng không à? Cái gì? Cá không được phép vào công viên nước này. Đó là luật. Jim không quan tâm gì đến luật cả. Anh chàng muốn xem cá thôi. Ruby sẽ phải nghĩ ra điều gì đó. Ồ, hoàn hảo. Cá đây. Jim và Ruby rất vui. Đầu của Ruby đau, nhưng sao cũng được. Jim đã bơi quá sâu và đang chìm rồi. Anh chàng cần sự giúp đỡ. Ruby hoảng sợ. Nhân viên cứu hộ đang đi nghỉ. Cô nàng sẽ phải tự cứu Jim thôi. Nhưng cô nàng cứu vali vàng của anh chàng trước. Sau đó là các phụ kiện bằng vàng của anh. Cô nàng thậm chí còn không tìm thấy Jim. Công viên nước có thể đóng cửa vì điều này.